Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chiều 22 tháng 5, khi thảo luận về dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre cho rằng quy định trích một phần tiền xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ cho cảnh sát giao thông, theo đại biểu Quốc hội, không thống nhất với luật liên quan và vô tình khiến cảnh sát giao thông bị điều tiếng không hay. Khoản 1, điều 5, dự thảo luật có quy định trích một phần khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông. Theo nữ đại biểu tỉnh Bến Tre, quy định như trên chưa thật hợp lý. Đại biểu Nhi phân tích, công tác xử phạt hành chính trong nhiều ngành, lĩnh vực đều phải tuân theo luật xử phạt vi phạm hành chính. Nếu quy định như dự thảo luật sẽ không thống nhất với các chính sách, quy định chung cũng như các luật khác có liên quan như luật ngân sách nhà nước. Bà Nhi nêu quan điểm, mặt khác, quy định như vậy cũng vô tình làm cho lực lượng cảnh sát giao thông bị những điều tiếng không hay. Nhấn mạnh, tăng cường cơ sở phương tiện, thiết bị và hiện đại hóa cho lực lượng cảnh sát giao thông là cần thiết. Song theo nữ đại biểu tỉnh Bến Tre, các ngành, lĩnh vực khác như môi trường, quản lý thị trường cũng hết sức phức tạp, xảy ra vi phạm hành chính trên toàn nước. Đây cũng là những lĩnh vực rất quan trọng cần được quan tâm, chứ không riêng lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ. Vì vậy, đại biểu đề nghị không quy định trích một phần khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước trong dự luật. Bà Nhi góp ý, vấn đề này sẽ thực hiện theo quy định của luật ngân sách nhà nước. Nếu khó khăn về trình tự thủ tục trong thực hiện bố trí ngân sách thì cần có biện pháp tháo gỡ thỏa đáng để thực hiện thông suốt. Liên quan đề xuất về điểm của giấy phép lái xe, tại Điều 58, dự thảo luật quy định người lái xe vi phạm tùy theo tính chất, mức độ của hành vi có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm kỳ đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm. Trường hợp bị trừ hết điểm, người được cấp giấy phép lái xe phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, không phải kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe và khi có kết quả đạt yêu cầu sẽ được phục hồi đủ 12 điểm. Theo đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, quy định mới này vừa mang tính nhân văn, vừa đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý. Dù vậy, nữ đại biểu băn khoăn khi mà khoản 3, điều 58 quy định, khi giấy phép lái xe bị trừ hết điểm, người được cấp giấy phép lái xe phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ do lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Bà Nhi cho rằng việc này nên giao cho Bộ Giao thông Vận tải vì theo khoản 8, điều 60, khoản 7, điều 61 của dự thảo luật, Bộ Giao thông Vận tải quy định hình thức, nội dung, chương trình, quy trình đào tạo lái xe và sát hạch để cấp giấy phép lái xe. Bà Nhi nêu quan điểm, việc kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ nên giao Bộ Giao thông Vận tải quy định. Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đồng Tháp, tuy đồng tình trích tiền xử phạt vi phạm giao thông cho cảnh sát giao thông, nhưng ông đề nghị phải quy định trích bao nhiêu phần trăm, chứ không thể nói là một phần. Ông Hòa nói, một phần là bao nhiêu? Trước đây, dự thảo quy định đề xuất trích 70% tiền xử phạt vi phạm giao thông cho lực lượng cảnh sát giao thông. Dư luận phản ánh rồi. Như vậy, rất nhạy cảm vì trích cao như vậy thì cảnh sát giao thông xử phạt rất triệt để được hưởng. Chuyện này tôi nghĩ không nên, cảnh sát giao thông rất cực khổ. Tôi đồng tình trích lại cho lực lượng này nhưng phải có quy định cụ thể, chứ không thể trích một phần. Một phần có thể là 90%, có thể 70% và cũng có thể 50%. Đại biểu Nguyễn Quốc Hận, Cà Mau, đồng tình với đại biểu Nhì và cho rằng nếu cần, Quốc hội cần đề ra hai phương án và xin ý kiến đại biểu Quốc hội về vấn đề này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, Chính phủ mới đây có đề xuất bổ sung vào dự thảo quy định Bộ Công an được trích một phần tiền xử phạt vi phạm giao thông sau khi đã nộp vào ngân sách nhà nước để phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, hàng năm Bộ Công an được Quốc hội phân bổ ngân sách theo hướng bố trí dự toán chi phí nguồn tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, trình tự, thủ tục thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ. Trên cơ sở ý kiến đề xuất của Chính phủ, đồng thời tham khảo quy định tương tự tại Luật Thanh tra năm 2022, lực lượng thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung theo như đề xuất của Chính phủ.
Trước đó, tại dự thảo luật trình phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi tháng 3 2024, Chính phủ đề xuất quy định lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông sau khi nộp vào ngân sách nhà nước và không thấp hơn 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương. Tuy nhiên, tại dự thảo luật trình hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sau đó, nội dung này đã được bãi bỏ. Đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị bổ sung như đã nêu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 439 QĐ-TTG ngày 22 tháng 5 năm 2024 về việc giao điều hành hoạt động của Bộ Công an. Theo quyết định, đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định. Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký 22 tháng 5 năm 2024. Tại kỳ họp thứ 7 diễn ra vào sáng ngày 22 tháng 5 năm 2024, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước đối với Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Sáng ngày 22 tháng 5, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trình Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước bằng hình thức biểu quyết điện tử. Sau đó, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Trần Thanh Mẫn, với 463 trên 463 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 95,07% tổng số đại biểu Quốc hội. Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn. Theo quy định của Hiến pháp, Hội đồng Quốc phòng và An ninh có nhiệm vụ trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh. Trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định, động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng Quốc phòng và An ninh cũng thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh, quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới. Hội đồng Quốc phòng và An ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Hiến pháp quy định Chủ tịch nước là người thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Hiện nay, cơ cấu của Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng là Thủ tướng. 4 ủy viên Hội đồng gồm Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Ngoại giao. Ông Trần Thanh Mẫn, sinh năm 1962, quê ở Hậu Giang, là tiến sĩ kinh tế, cử nhân chính trị. Ông là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 và là đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, 15. Trong quá trình công tác, ông Mẫn có thời gian dài làm công tác đoàn tại Hậu Giang và Cần Thơ. Từ tháng 7 năm 1994, ông Trần Thanh Mẫn làm Chánh văn phòng, sau đó lần lượt nắm giữ các vị trí Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Cần Thơ. Ông Trần Thanh Mẫn cũng có hơn 4 năm làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trước khi giữ cương vị Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào năm 2018. Tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 14. Sau đó được phân công làm Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Đầu tháng 5 năm 2024, sau khi ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 15, ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Quốc hội. Hôm 20 tháng 5, ông được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 15.